Xin chào anh em quay trở lại với cả Q&A. Và hôm nay chúng ta sẽ có chương trình Q&A số thứ 50 anh em ạ. Đã được 50 số rồi kể từ năm trước mà chúng mình bắt đầu làm. Những ngày mới có một số, hai số thôi, bây giờ thì đã số 50 rồi. Tính ra thế là tức là 50 tuần kể từ ngày đầu tiên chương trình Q&A rồi đấy. Hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên đi nhá. Câu đầu tiên của bạn Hiếu Nguyễn thì bạn hỏi là chơi CSGO với combo 13.600KF này, 3 không tỏa không ti này, hiện tại màn Full HD thì có bị tụt FPS nhiều không và có bị xé hình hay không? Em cảm ơn. Thì mình trả lời nhá, FPS sẽ không bao giờ bị tụt mà nhiều khi còn cao hơn so với trên màn hình khác, bởi vì bạn đang dùng Full HD, còn những cái màn khác là 2K cơ, thế nên là no, không vấn đề gì cả nhá. Không bị ảnh hưởng, FPS không bị ảnh hưởng bởi tần số quét, trừ khi nào bạn bật vi sinh lên, thế thôi. Còn cái vấn đề xé hình ấy thì chắc chắn rồi, khi nào mà bạn có thể vi sinh lại hoặc là sinh được cái tần số quét và cái FPS thì lúc đấy sẽ không bị xé hình. Nhưng nếu bạn lệch thôi, chỉ cần một FPS thôi, một hẹp thôi là sẽ bị xé hình nha. Nhưng với cái con số FPS mà bạn đạt được ở chiếc cái combo của bạn i5 với cả 30 không tí thì mình đảm bảo rằng không bao giờ bạn sẽ bị cảm thấy, không bao giờ nhìn thấy cái sự xé hình đâu, bởi vì cái xé hình đấy quá nhanh nên bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy đâu nhá. Rồi, tiếp theo là câu hỏi thứ hai của bạn Eggy. Bạn hỏi là hôm nào AD làm video cài SteamOS. Thì hiện tại SteamOS chưa có update mới, thế nên là bạn không thể nào mà cài được một cách chính hãng. Bạn nên check qua đó chính là Chimera OS nhá. Trên đó thì họ có cái cài rất là dễ dàng luôn, cài cực kỳ là dễ luôn. Load vào USB, cắm vào, cắm điện, cắm nguồn, cắm mạng, bấm nút cài, xong chuyện, hết chuyện, chẳng có vấn đề gì cả. Xong setup như Steam bình thường thôi, chẳng có gì hết nhá. Rồi, câu hỏi thứ ba của bạn Layer, bạn hỏi là cài SteamOS cho laptop được không anh? Thì cái này hỗ trợ cho laptop, mình nhớ là Chimera OS có cài cho laptop, rất nhiều anh em đã cài cho laptop rồi. Nên là bạn có thể thoải mái mà cài, không vấn đề gì cả. Nhưng mà có một cái vấn đề khi mà bạn cài Chimera OS hay là SteamOS lên trên laptop bạn ấy là có khả năng máy bạn chưa được hỗ trợ 100% driver cho Linux. Thế nên là bạn check xem là mẫu laptop của bạn trên cộng đồng Linux có được hỗ trợ hết không nhá, hoặc là check từng thành phần một, ví dụ như là WLAN này, Wi-Fi, Bluetooth này, touchpad này, bàn phím này, màn hình này, webcam này, vân vân và vân vân nhá. Cái đấy thì cần phải check thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ có câu hỏi là của bạn Hoành Tráng Nguyễn. Bạn hỏi là bộ máy i3 10105F 1660 Super thì bộ nào đáng mua hơn? Thì nếu mà so sánh với cả, tức là bạn đang so sánh với cả bộ Steam Deck của mình đấy, là 5500 với cả 6500XT, thì mình nghĩ rằng cái combo 5500 và 1660 Super là đáng mua nhất nhá. Đấy, bộ đấy đáng mua nhất trong tất cả các bộ nha, là combo giữa cái bộ mà bạn đang chọn đấy. Câu hỏi thứ 5, bạn hỏi là Thế Bảo Châu cũng trong cái video về Steam Deck OS đấy, thì bảo là Thế Thách dùng được PR với cả Photoshop, Premiere với Photoshop. Tất nhiên rồi, hệ điều hành của Linux không có Premiere Pro và Photoshop. Bạn dùng quá trình duyệt cũng hơi khó để chạy, mà cũng hình như cũng không hỗ trợ cho những cái bản mới nhất ấy. Bạn bắt buộc phải dùng GIMP hoặc là Blackmagic, DaVinci Resolve đó. Còn Premiere Pro với Photoshop, no hope rồi bạn ạ. Tiếp theo câu hỏi thứ 6 của bạn Kim Long. Bạn hỏi là cho mình hỏi bản này là Gigabyte Aorus 159MF E2VN583SH có hỗ trợ video hello không luôn không? Hacom ơi. Cái con laptop này thì là con laptop mình từ review và em này có hỗ trợ nhận diện khuôn mặt nhá. Mở khóa thực sự rất là dễ dàng. Rồi, bạn Văn Sơn Trần là câu cuối cùng, bạn hỏi là 12.600K với cả 4070 có nghẽn không? Chỉ chơi game AAA. Combo này thì không thể nghẽn được đâu nhá. Con CPU và con card rất khỏe. Rồi, và đó là Q&A số thứ 50 của mình. Nếu mà anh em có những câu hỏi liên quan tới công nghệ thì hãy để ở dưới comment cho mình trả lời nhá. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.